là bài nguyên tuần sau chị phải tập theo cái bài này, một cái bốn sát. Bây giờ tôi múa, chị múa theo. Khi bước đầu vô là ba ái Phật theo, bước chân ra thả xuống. Thức thứ nhất sẽ ra, ấn ngón cái kéo xuống, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đứng nguyên, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, rồi xả, một, hai, ba, đó là bài số một, múa lại bài số một nha. Xong bài số 2 thì ông muốn hơi nhanh về chậm lại một chút, ai chờ là vậy. Ôm vô, dí ngón trỏ xuống, 1 2 3 4 5 6, mỗi lần là một hít thở, đứng nguyên và thở 6 lần, 1 2 3 4 5 6, thả xuống, 1 2 3, đó thức số 2. Đứng yên cho cái tim đập đều, xong thức số 3 sẽ tại úp lên, xoay lên trời, nhón chân lại, 1 2 3 4 5 6, đứng nguyên vậy, thở 6 lần, 1 2 3 4 5 6, rớt 3 lần, 1 2 3, thức thứ 3. Đó, bây giờ thức thứ 4, tay phải phần lưng, tay trái bước chân nó kéo 6 lần, 1, con kéo cái rèm sau lưng, 2, để cho nó thống nhất 6 lần, 3, 4, 5, 6, sự xoay vô giữa, để tay rớt xuống 3 lần, 1, hít thở 2 lần, hít thở 3, rồi, đổi bên, bây giờ tay trái phía sau lưng, thì phải bước cái chân qua đây, quay ra phía sau bên này, vuốt kéo xuống, 1 2, kéo cái cùi chỏ xuống, 3 4 5 6, quay vô giữa, thở 3 lần, 1 2 3, nó nguyên bài 4, bài 4, 1 tới 4 múa vậy. Cái này có clip chuyện về chị múa y chang vậy. Đó.